Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Mobile City. 8 triệu thì có gaming phone gì? Nên mua Realme GT Neo 5 SE hay là Redmi K50 Gaming? Và Dimensity 8100 có chơi game được khoảng 4 năm nữa hay không? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới, bạn nào muốn xem nhanh ấy, kết quả nha. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Thi, 8 triệu có gaming phone nào không? Hoặc còn điện thoại nào không? Nhu cầu là chơi game nhiều, không quan tâm thông báo và cam. Ok, thì trong tầm giá khoảng 8 triệu, bạn sẽ có chiếc Xiaomi Blackshark 5RS, mình tính hàng mới nha. Đây là một chiếc gaming phone sở hữu quang chip Snapdragon 888+, vậy nên thực sự nó hơi kén người dùng một chút các bạn nha. Mặc dù máy có rất nhiều điểm mạnh, ví dụ như là hiệu năng của Snapdragon 888+ ấy vẫn rất mạnh nha. Với chiếc Snapdragon 5RS bạn quẩy được on game marketing. Máy có hai phím trigger chơi game bắn súng rất phê này. Gaming phone vậy nên sẽ có nhiều tính năng hỗ trợ các bạn chơi game tốt hơn. Loa hay, màn và pin ở mức ổn, sạc rất nhanh 120W. Tuy nhiên, thực sự con chip Snapdragon 888+ thì hơi kén người dùng. Mạnh thật nhưng mà nó sẽ hơi nóng bạn nha. Thường thì những bạn mua chiếc Snapdragon 5RS theo mình thấy sẽ có xu hướng là mua máy về gắn thêm sò để mà chơi game nặng. Đó, thì em này rất ok nha, hiệu năng tuyệt vời. Chứ còn để mà chơi game cơ bản không gắn sò ấy thì nó cũng sẽ nóng hơn so với cả những chiếc máy khác. Vậy nên trong trường hợp bạn không quá cần hai phím trigger ấy thì theo mình trong tầm giá này bạn sẽ có một vài chiếc máy khác phổ thông nhưng mà chiến game cũng rất tuyệt vời. Ví dụ như chiếc Redmi K60, bạn sẽ có con chip Snapdragon 8+1 này, thậm chí còn mạnh hơn cả Blackshark 5RS nha. Mà nhiệt độ thì mát mẻ hơn đúng không? Chơi game kiểu nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Rồi thì màn hình của chiếc Redmi K60 mình thấy cũng rất ok trong tầm giá, chất lượng hơn so với cả chiếc Snapdragon 5RS. Độ phân giải 2K này, cằm mỏng nhìn cân đối, hiển thị tuyệt vời. Hai loa thì cũng ở mức tốt trong tầm giá. Pin rất trâu nha, 5500 đi kèm với cả sạc 67W, có cả sạc không dây luôn. Camera thì K60 công nhận là không quá tốt, nhưng mà so với cả chiếc Snapdragon 5RS thì cũng không thua kém gì cả, hai máy như nhau. Và về phần mềm thì chiếc K60 ăn đứt rồi, sẽ có ROM EU này, áp sang dùng làm máy chính ok hơn. Đó, nói chung trong tầm giá khoảng 8 triệu bạn cân đối thử nha. Một là chiếc Snapdragon 5RS này, đúng chuẩn gaming phone nhưng mà hơi nắng một chút, hoặc là chọn chiếc Redmi K60. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Sang Nguyễn. Anh ơi, có 7 triệu nên mua GT Neo 5 SE hay K50 Gaming? Em phân vân quá. Ok, thì với chiếc Redmi K50 Gaming sẽ hơn những điểm như sau. Máy có hai phím trigger, các bạn chơi game bắn súng sướng hơn, nhiều lợi thế hơn đúng không? Sạc của máy sẽ là 120W này, cao hơn Neo 5 SE một chút, chỉ là 100W. Và hoàn thiện của chiếc K50 Gaming ấy chắc chắn hơn, chúng ta sẽ có hai mặt kính khung kim loại cầm vào rất cao cấp, trong khi với chiếc Neo 5 SE thì mặt lưng với cả khung ấy đều sẽ chỉ là nhựa mà thôi, cầm ọp ẹp hơn hẳn. Rồi thì loa của chiếc K50 Gaming cũng sẽ vượt trội hơn nha, em này có tận 4 loa cơ mà, chất âm rất là ok. Tuy nhiên chiếc Neo 5 SE thì sẽ hơn những điểm như sau. Đầu tiên là về chất lượng màn hình. Đó, màn hình của chiếc Neo 5 SE giống hệt so với cả chiếc Neo 5, rất tốt trong tầm giá. Còn chiếc K50 Gaming thì tấm nền giống hệt so với cả K40 Gaming mà. Nó gọi là ổn thôi, được cái 4 viền mỏng cân đối chứ còn chất lượng hiển thị sẽ không quá tốt, màu sắc hơi sai. Hiệu năng thì chiếc Redmi K50 Gaming cũng sẽ yếu hơn tại vì chỉ là Snapdragon 8 Gen 1 lại còn bị bóp nữa. Trong khi Neo 5 SE thì là con chip Snapdragon 7+Gen 2, rất mạnh trong tầm giá nha, phải on game max setting. Em K50 Gaming thì chơi game tầm trung thôi. Camera thì mặc dù Neo 5 bị cắt giảm khá nhiều rồi nhưng mà mình thấy nhá, vẫn chụp đẹp hơn so với cả K50 Gaming. Và pin cũng sẽ trâu hơn, 5500. Hiện tại thì mặc dù phần mềm của chiếc Redmi K50 Gaming ấy có rất nhiều phiên bản ROM dùng làm máy chính được rồi, còn chiếc Neo 5 SE thì mới ra mắt, nhưng mà mình tin nhá, sớm thôi kiểu gì em nó cũng sẽ có phiên bản ROM quốc tế. Chốt lại thì theo mình, nếu bạn thực sự thích thiết kế của chiếc Redmi K50 Gaming này, thích hai phím trigger thì mới chọn em nó mà thôi, còn lại chọn giúp mình chiếc Neo 5 SE nha. Đến với câu hỏi thứ ba của bạn khổ quá xú. Ad ơi, Dimensity 8100 chơi PUBG 4 năm nữa được không ạ? Hay cố lên Dimensity 8200 hoặc Snapdragon 7+Gen 2? Ok, Dimensity 8100 ví dụ trên chiếc Redmi K50 này hay là Realme GT Neo 5 ấy thì nó sẽ phải mạnh ngang với cả Snapdragon 888, thậm chí là nhiệt độ sẽ ổn định hơn. Chính vì vậy thì sau khoảng 4 năm nó sẽ sấp xỉ ngang với cả Snapdragon 845 bây giờ. Hiện tại 845 theo mình thấy chơi PUBG vẫn ở mức ổn nha. Các bạn chơi mức đồ họa thấp ấy thì vẫn chơi được 60fps. Cùng lắm thì muốn chơi cao hơn các bạn gắn sò vào là ok. Nói chung là với PUBG thì 4 năm chơi được. Câu hỏi của bạn là có nên cố lên Dimensity 8200 hay là Snapdragon 7+Gen 2 hay không ấy, thì có tiền bạn cứ cố thôi, càng cao càng tốt mà. Tuy nhiên trong hai con chip này thì bạn cố Snapdragon 7+Gen 2 nó sẽ ok hơn. Thứ nhất, hiệu năng sẽ mạnh hơn so với cả Dimensity 8200 này. Và về lâu về dài ấy, Snap cũng sẽ ổn định hơn, hỗ trợ phần mềm tốt hơn. Ví dụ với PUBG chẳng hạn,
kiểu gì thì kiểu Snapdragon 7 Plus Gen 2 ấy cũng sẽ có khả năng được hỗ trợ 90fps cao hơn so với cả Dimensity. Đó thì bạn cân đối thử nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video. Giờ xin chào, bye bye.